Các bạn đã nghe là cái cây hồi thường, cái quả của nó là có 8 cánh, thì nhưng mà ở đây ấy, công nghệ của bên Trung Quốc ấy, người ta ghép và người ta làm ra được cái loại hồi hồi ghép này là cái quả của nó là 10 cánh. Đây, đằng sau mình đây nhé, cây là khá cao rồi, nó được tầm khoảng từ 1,2 m cho đến 1,4 m, 1,5 m đó. Cây thì khá to bằng đầu ngón tay rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Đây là cái loại hồi mà công nghệ của bên Trung Quốc ấy, họ đã tạo ra được cái loại hồi thành gọi là cái cánh hồi ấy, nó là 10 cánh cơ, rất là đẹp. Đó, cây thì cao như này. Đấy, cây thì mình cho các bạn xem, đây to bằng gần đầu ngón tay cái của mình rồi. Đấy, đầu ngón tay cái của mình cây to nhất đấy, còn cây nhỏ thì nó cũng bằng ngón tay út thôi, cũng bằng ngón tay út đây. Đó, thì chiều cao của cái cây này ấy, thì nó vào khoảng là 1,2 m cho đến 1,5 m. Đấy, còn cái lá của nó đây này, các bạn nhìn này, lá của nó là rất là dày luôn, đấy lá dày luôn, xanh đậm dày. Đấy, và bây giờ là những cái cây này thì nó đã ra cành, mỗi cành thì có thể khoảng 20 phân đây này, mà cây này thì là ra sum suê cành luôn, cành này ở dưới 3, trên là 5 rồi lại ở trên nữa, rất là tốt đó. Và tổng thể qua thì là đây là loại hồi gọi là công nghệ của bên Trung Quốc thôi nhá, bên Trung Quốc họ đã tạo ra được loại hồi nó 10 cánh và nó chất lượng thì và cái trọng lượng của cái quả ấy thì nó sẽ cao hơn, nó nặng hơn đối với cái loại quả mà bên mình gọi là cái cây thông thường đó. Đấy, bây giờ mình sẽ đi quay qua một lượt cho các bạn xem. Đó, bây giờ nhé, đây này, cây này thì nó hơi cong cong tí nhưng mà to lắm. Đấy, đưa cái đầu ngón tay cái vào đây nhé, đó. Đấy, và bây giờ nó là cánh ở đây, lá rất là nhiều luôn. Đấy, cao, cây này thì khoảng mét 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 3 mét 4 rồi. Đó, đến đây rồi. Đấy, thì là khoảng mét 3. Loại hồi này ấy thì vừa mới 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 nhập về và bây giờ là để ươm vào cái bầu to này. Đấy, đây là bầu to này, là bầu mình đo cái miệng nhé. Đây là khoảng 15. Đó, cái miệng nó khoảng 15 và chiều cao ở đây là khoảng là 10. Đấy, 10 15. Đó, cái bầu ấy, bầu rất to luôn, bầu này là khoảng gần 2 cân. 2 cân mỗi một cây. Các bác cái có thể tham khảo đối với loại cây cây hồi loại như này để về mình trồng trồng thử một vài cây để cho biết là loại hồi 10 cánh, tức là cái cánh hồi ấy nó 10 cánh thì như thế nào nhé. Cái này nếu mà các bác mang về trồng ấy thì chắc chắn là tầm khoảng 1 năm hay là 2 năm ấy thì nó sẽ thành quả luôn, bởi vì ở đây nó đã cao như thế này thì là tầm khoảng đây đã được khoảng 3 năm rồi thì nó mới cao như thế này các bác ạ. Đấy, đó, thấy chưa, đẹp chưa, đẹp chưa, chuẩn lắm. Thì các bác mà có cái gì đó liên hệ với em qua cái số điện thoại mà em để ở trên màn hình nhé. Đấy.